ngay vòng quay miễn phí tại các trò slot hấp dẫn và tiền thưởng gửi tiền lên đến 1 triệu và có cơ hội nhận được cái đồng hồ đẹp độc lạ 8 triệu luôn. Còn cái ngày lễ hội té nước Thái Lan thì sao? Cái ngày lễ hội té nước của Thái Lan đó, trời ơi, vào ngày 13 đến 15 tháng 4 các bạn bỏ tiền vô gửi tiền thưởng lên đến 27 triệu. Và cuối cùng ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nhận thưởng 3 triệu khi gửi tiền và đăng ký khuyến mãi. Yay! Vô 138thethao.com chơi với các thằng bài. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn coi phim vui vẻ. Mày muốn coi không? Cho mày coi. Khói đổ má mày dơ quá. Mày dơ gì mà dơ? Phản ứng tự nhiên mà. Tự nhiên? Đúng không mày tự nhiên hả? Đúng mày tự nhiên nói với một thằng nít 3 tuổi thôi. Chứ không phải là mà đủ một thằng giang hồ thứ thiện như hai anh em tụi mình, hiểu không? Tao với mày là anh em. Mày đâu cần làm lớn chuyện vậy đâu. Má làm lớn chuyện hả? Làm lớn chuyện đúng má mày Justin. Mày là đủ má một thằng 35 tuổi rồi còn ỉa cục đất ở trong quần nữa. Mày nghĩ sao vậy? Chết mẹ. Ôi đúng má mà chết thật. Trời ơi, cái thằng lộn chó đẻ này đổ má nó mới ẻ cục tức trong xe của tôi nữa. Đừng đánh giá tao. Chết sình à, đủ má mày. Mày làm ơn, đụng má mày bước ra khỏi xe tao. Mày bước ra khỏi xe của tao. Mày xách cái lỗ đít của mày đi bác sĩ đi. Mà tưởng tao với mày là anh em mà. Nếu chuyện này xảy ra với mày, tao không làm vậy đâu. Mày không cần phải làm cục tặc gì cho tao hết. Mày sẽ không cần phải làm cục tặc gì cho tao hết Jason. Tại vì sao? Tại vì tao sẽ không bao giờ, không bao giờ có trường hợp nào tao, một người đàn ông như tao là đi ỉa một cục tức ở trong quần. Mày hiểu không? Không bao giờ có trường hợp đó. Jason, tao xin lỗi mày, tao đánh giá mày quá sớm. Tao tha lỗi cho mày. Vậy vô 138thethao.com chơi với các thằng bài.